Mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Bữa nay Diệu Huệ chia sẻ món kim chi khổ qua kiểu mới. Món này mình làm để ăn các bữa ăn gia đình hoặc làm để ăn trong các dịp lễ Tết rất là ngon. Sau đây Diệu Huệ chia sẻ nguyên liệu và công thức làm món kim chi khổ qua kiểu mới. Ở đây Diệu Huệ có 500g trái khổ qua. Khổ qua các bạn mua loại khổ qua nở gai như thế này thì sẽ ít đắng ha. Và Diệu Huệ cũng đã rửa sạch sẽ rồi. Trước tiên giờ mình mổ trái khổ qua ha. Trái to thì mình mổ như thế này hoặc các bạn mổ như thế này cũng được. Ở bên kênh ẩm thực chay Huệ Hòa Vlog á, Diệu Huệ cũng mới chia sẻ một cái video công thức làm kim chi khổ qua ngày hôm qua đó ha. Bạn nào quan tâm đến công thức làm theo cách đó thì đi vào phần giới thiệu video, ở trong phần giới thiệu video rồi click vào để xem ha. Hôm nay thì Diệu Huệ lại cắt theo cái cách khác ha. Mình lấy cái hộp khổ qua ra. Rồi Diệu Huệ lấy xong hết cái hộp khổ qua rồi, giờ mình cắt xéo ra như thế này ha. Và các bạn cắt cái miếng khổ qua 2 ly ha. Hoặc các bạn cắt cái khổ qua dọc như thế này ha. Rồi mình cắt xong hết cái khổ qua rồi mình cho vô cái tô ha. Khổ qua rồi giờ mình cho vô một muỗng canh muối. Một muỗng canh đường cát. Rồi mình trộn ớt cái khổ qua ha. Mình cho cái đường vô trong cái khổ qua sẽ giảm độ đắng rất là nhiều ha. Rồi mình trộn đều rồi mình để đây mình ớt 2 tiếng. Trong 2 tiếng đồng hồ thỉnh thoảng mình lại mình trộn cái khổ qua để cho thấm đều đường và muối ha. Rồi trong khoảng thời gian 2 tiếng chờ cho cái khổ qua này được thì mình đi sơ chế cái nguyên liệu còn lại ha. Ở đây Diệu Huệ sử dụng là 30g bột nếp. Rồi mình sử dụng là 100ml nước. Mình cho cái bột vô trong này mình khuấy cho tan. Các bạn mà cho cái bột vô trong cái nồi trước rồi mình chan nước vô là nó sẽ bị ốc trâu ha. Mình chuẩn bị nước mình trút vô như vậy. Mình khuấy đâu có bị ốc trâu đâu. Rồi mình nhắc lên bếp mình nấu ha. Rồi mình khuấy cho đều tay ha. Để lửa nhỏ thôi ha cô chú anh chị em và các bạn. Rồi mình khuấy một phút là bột đã sệt lại nè, cái bột đã trong lại là chín rồi nè các bạn. Mình cho vô 100g đường ha. Đường thì các bạn sử dụng đường cát trắng hay đường cát vàng cũng đều được ha. Rồi mình tiếp tục khuấy cho tan đường. Giai đoạn này thì các bạn vặn lửa nhỏ lại ha. Rồi mình khuấy tan hết cái đường ra và bột trong lại như thế này là đã chín hoàn toàn rồi. Tắt bếp. Rồi mình nhấc xuống mình để cho cái bột thật là nguội ha. Rồi mình cắt cái củ cà rốt 200g rồi ha. Các bạn đi vào phần mô tả, click vào phần giới thiệu video để tham khảo thêm cái trọng lượng nguyên liệu và gia vị ha. Rồi mình cắt xéo xong rồi mình quay trở lại mình cắt sợi. Rồi Diệu Huệ cắt xong cái cà rốt rồi mình cho ra cái rổ ha. Tiếp đến mình cắt cái củ cải trắng 200g. Mình cũng cắt sợi giống như cà rốt vậy. Rồi Diệu Huệ cắt
cái cà rốt và củ cải xong rồi tiếp đến mình cắt vô cái cối xay này 30 gram gừng, dù vậy đã rửa sạch sẽ rồi ha. 30 gram tỏi. 3 trái ớt sừng không cay. Và 2 trái ớt hiểm. Ớt này là ớt cay ha. 2 trái bơm hay còn gọi là trái táo 200 g, các bạn sử dụng bằng trái lê cũng được ha. Diệu Huệ thì làm bằng cái trái táo này để cho cái vị nó chua thanh. Rồi mình gọt vỏ đi ha. Rồi mình cắt miếng nhỏ chung vô đây luôn. Rồi cắt xong cái nguyên liệu này mình xay ra ha. Rồi Diệu Huệ xay cái nguyên liệu xong rồi nè. Bạn nào không có cái cối xay khô giống như Diệu Huệ thì mình sử dụng bằng máy xay sinh tố, rồi mình cho vô 100 ml nước mắm như thế này nè. Mình cho cái nước mắm vô như thế này mình xay để mà mình thay thế cái nước ha. Rồi Diệu Huệ cho cái nước mắm vô, Diệu Huệ xay rất là nhuyễn luôn nè. Rồi nãy giờ Diệu Huệ ngâm cái phổ qua được 2 tiếng rồi, giờ ra nước quá trời luôn nè. Mình đi xả rửa ha. Thì xả rửa cái phổ qua này 4-5 nước. Cho hết cái gì mặn của muối nữa ha. Rồi Diệu Huệ xả rửa cái khổ qua xong rồi nè. Bây giờ cái khổ qua rất là dẻo nè. Diệu Huệ ăn thử một cọng coi cái độ giòn. Rất là giòn luôn á cô chú anh chị và các bạn. Rồi mình xả 5-6 nước như vậy thì cái muối cũng đã xả ra lạc bớt rồi ha. Mình ớt cái đường thì còn hơi hơi nhân nhẫn đắng thôi à, hầu như là gần như hết đắng. Rồi mình cho lại vô cái tô. Rồi mình cho cái phần cà rốt với củ cải lúc nãy mình sắt á vô đây luôn. Mình chan cái phần ớt, tỏi và trái táo cũng như là nước mắm vô trong cái tô luôn. Rồi Diệu Huệ sử dụng là 50 g hẹ, 50 g hành lá, 50 g. Rồi tiếp đến là cái bột nếp với đường lúc nãy mình thắng đó. Mình cho một ít rau củ vô mình tráng cái bột ha, để bỏ uổng. Rồi mình trộn đều cái nguyên liệu. Rồi giờ Diệu Huệ cho vô một muỗng canh ớt Hàn Quốc. Ớt này thì không có cay ha. Mình chỉ cho vô để cho cái màu đẹp thôi. Bạn nào ăn được cay á thì mình cho cái ớt bột của Việt Nam á cũng được. Nhưng mà màu á không có được đẹp giống như là cái ớt Hàn Quốc ha. Y xì món kim chi này ha. Rồi Diệu Huệ cho kim chi vô cái keo sành này ha. Keo sành này mình rửa sạch, phơi nắng cho khô để kim chi không có bị nhiễm khuẩn ha. Cô chú anh chị em và các bạn mình thấy Diệu Huệ chia sẻ món kim chi này ngon thì sau khi xem á, chia sẻ cho mọi người cùng xem để lan tỏa công thức làm món kim chi khổ qua này ha.
Rồi Diệu Huệ cho vô keo xong rồi nè. Cái này mình không cho giấm á, thì 24 giờ đồng hồ là mình ăn được, có khi không tới. Tùy theo cái nhiệt độ chỗ cô chú anh chị em và các bạn mình. Cái nhiệt độ chỗ cô chú anh chị em và các bạn mình mà nắng nóng á, thì sẽ nhanh chua hơn ha. Còn nhiệt độ lạnh á, thì cứ 24 giờ đồng hồ là sẽ lên men. Còn nếu như mình thích nhanh ăn á, thì mình cho chút giấm là chỉ hơn 12 giờ đồng hồ là ăn ha. Rồi sau 24 giờ đồng hồ, cái món kim chi cũng đã được rồi. Diệu Hệ gấp ra một dĩa ha. Mùi thơm rất là hấp dẫn luôn á cô chú anh chị em và các bạn. Rồi Diệu Hệ đã gấp ra một cái dĩa kim chi đã xong rồi nè. Kim chi này giờ mình bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, mình ăn được hơn một tuần nửa tháng luôn ha. Rồi cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Hệ chia sẻ món kim chi khổ qua này ngon thì tặng cho Diệu Hệ một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo, đón xem món ăn chay mới ngon hơn nữa. Sau khi xem thì chia sẻ cho mọi người cùng xem để lan tỏa công thức các món chay ngon. Rồi như vậy là Diệu Hệ đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn món kim chi khổ qua kiểu mới đã xong. Diệu Hệ chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm món kim chi khổ qua này ăn các bữa ăn gia đình hoặc là ăn Tết thật là ngon miệng. Video hôm nay Diệu Hệ xin được kết thúc ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới tiếp theo. Diệu Hệ tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.